Anh hùng, liệt sĩ, Nghiêm Xuân Danh. Con mắt thần quả cảm, luôn bám sát kẻ thù. Quý vị và các bạn thân mến, vừa học xong năm thứ nhất khoa lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Đầu tháng 9 năm 1970, anh hùng Nghiêm Xuân Danh đã xếp bút nghiêng, tình nguyện cùng với đông đảo sinh viên các trường đại học ở miền Bắc lên đường ra trận. Anh là chiến sĩ trắc thủ TZK, tiểu đoàn 77, trung đoàn 257, sư đoàn 361, quân chủng phòng không không quân. Để hiểu hơn về người con đất Việt kiên trung này, mời quý vị và các bạn theo dõi video ngay sau đây của Chân Dung Lịch Sử. Vào quân ngũ được mấy tháng, anh được biên chế về một đơn vị tên lửa phòng không bảo vệ bầu trời thủ đô Hà Nội. Vốn thông minh, chiến sĩ Nghiêm Xuân Danh tiếp thu các bài huấn luyện rất nhanh, được chỉ huy đơn vị tin tưởng nên từ trắc thủ kíp 3 đã được chuyển lên kíp 1, được đi học lớp cảm tình đảng và làm hồ sơ đề nghị kết nạp đảng. Trong ký ức của anh em trong đơn vị ngày ấy, anh Danh là một chiến sĩ thư sinh nhưng gan dạ, luôn xung phong đảm nhận những công việc khó khăn, nguy hiểm. Trong chiến dịch 12 ngày đêm tháng Chạp năm 1972, anh Nghiêm Xuân Danh là chiến sĩ trắc thủ TZK ngồi trên đỉnh xe thu phát mà anh em thường gọi là chuồng cu để trực tiếp quan sát phát hiện máy bay địch. Quả thật, với lính tên lửa thì phải là những người thật gan dạ, dũng cảm thì mới dám ngồi trên chuồng cu quan sát máy bay địch quần lượn đánh phá. Ngồi ở đó là phải trực tiếp đối mặt với mọi loại máy bay, vũ khí không đối đất mà địch bắn vào. Ngày ấy, chàng trắc thủ trẻ Nghiêm Xuân Danh được ví như là con mắt thần quả cảm của đơn vị, luôn hướng thẳng lên trời bằng ống kính TZK để quan sát máy bay địch. Với khả năng phát hiện mục tiêu bằng mắt trên TZK một cách rất chính xác và kịp thời, nên trong tất cả các phiên trực của mình, anh Danh đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt trong trường hợp địch gây nhiễu nặng, các thiết bị điện tử đều không phát hiện được, anh đã kịp thời phát hiện mục tiêu chính xác về kiểu loại, số lượng và tên lửa của địch từ xa, giúp người chỉ huy và kíp chiến đấu đánh đúng tốp, chọn đúng chiếc, tiêu diệt được máy bay Mỹ và bảo đảm an toàn cho trận địa. Tháng 12 năm 1972, với chiến dịch Linebacker 2, đế quốc Mỹ chủ trương đưa miền Bắc Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá và buộc ta phải ký kết Hiệp định Paris theo những điều khoản do Mỹ định ra. Từ ngày 18 tháng 12 đến ngày 30 tháng 12 năm 1972, Tổng thống Mỹ Nixon đã ra lệnh ném bom hủy diệt Hà Nội, Hải Phòng bằng máy bay chiến lược B-52. Tại chiến dịch này, Mỹ đã sử dụng lực lượng không quân chiến lược với B-52 làm nòng cốt ném bom giải thảm hủy diệt xuống Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên và các mục tiêu khác liên tục trong 12 ngày đêm. Đây là những cuộc ném bom dữ dội nhất trong chiến tranh Việt Nam và là một trong những cuộc tập kích có cường độ cao nhất trong lịch sử các cuộc chiến tranh. Thế nhưng, cuộc tập kích chiến lược quy mô lớn bằng máy bay B-52 của Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng kéo dài 12 ngày đêm đã bị thất bại hoàn toàn. Có được thắng lợi này, quân dân ta cũng phải đổ biết bao xương máu, hy sinh tính mạng, trong đó có liệt sĩ Nghiêm Xuân Danh. Đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đinh Thế Văn, nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 77 và các cựu chiến binh Đỗ Đình Tân, Phạm Nhật Vinh, Nguyễn Mạnh Quyền, nguyên là những trắc thủ tên lửa cùng chiến đấu với liệt sĩ Nghiêm Xuân Danh đã trở về thăm tiểu đoàn 77 tại trận địa Chèm ở Từ Liêm, Hà Nội. Sau khi thắp hương ở bia tưởng niệm, các cựu chiến binh ra vị trí nơi đặt xe thu phát để phát hiện máy bay địch vào thời điểm ác liệt cuối tháng 12 năm 1972. Đây cũng chính là nơi mà anh Danh đã anh dũng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Ngước mắt lên trời xanh, cựu chiến binh Phạm Nhật Vinh nghẹn ngào. Nghiêm Xuân Danh ơi! Hôm nay tôi trở về đơn vị cũ, mà như thế anh ở quanh đây. Tôi còn nợ anh. Dừng một lát, cựu chiến binh Phạm Nhật Vinh chỉ vào gốc cây xà cừ ở gần cổng chính rồi kể. Sáng ngày 19 tháng 12 năm 1972, kíp chiến đấu luyện tập chuẩn bị bước vào trận chiến mới. Đến khoảng 9 giờ, đơn vị nghỉ giải lao tại vị trí này. Anh hùng Nghiêm Xuân Danh vào nhà mở ba lô, lấy gói kẹo và bao thuốc lá ra, mời mọi người trong trung đội liên hoan chung vui với niềm vui của gia đình anh, có người anh trai đi chiến đấu ở chiến trường, vẫn còn sống, vừa trở về quê hương. Cuối giờ giải lao, anh Danh báo cáo với sĩ quan điều khiển Nguyễn Văn Đức. Trưa nay sẽ đến lượt tôi trực và trực luôn ngày mai thay đồng chí Vinh,
vì hôm qua đồng chí Vinh đã trực hộ tôi rồi. Đồng chí Đức nhất trí. Đêm 20, rạng sáng ngày 21 tháng 12 năm 1972, kíp chiến đấu của tiểu đoàn 77 chiến đấu mưu trí, lập công xuất sắc, bắn rơi tại chỗ hai máy bay B-52 của Mỹ. Thiệt hại nhiều, địch thay đổi cách đánh phá bằng cách dùng máy bay chiến thuật tập trung đánh các trận địa tên lửa. 9 giờ sáng ngày 21 tháng 12 năm 1972, bầu trời rung chuyển bởi tiếng gầm rú của các tốp máy bay địch. Qua ống kính TZK, từ trên chòi cao, trác thủ Nghiêm Xuân Danh phát hiện một tốp 4 máy bay F-4 đang bay vào ở cự ly khoảng 30 km và liên tục thông báo kịp thời cho chỉ huy. Rồi anh hô to: "Mục tiêu bay thẳng vào đánh trận địa!" Không rời mắt khỏi ống kính, anh quyết tâm bám sát, dõi theo từng hành động trên không của lũ cướp trời để thông báo mục tiêu cho kíp chiến đấu. Đúng như anh Danh thông báo, 4 chiếc F-4 lao thẳng vào thả 4 quả bom bi trùm lên toàn bộ trận địa tên lửa. Bom bi nổ khắp trận địa, làm khí tài bị hỏng rất nặng, đạn tên lửa bị cháy. Trác thủ Nghiêm Xuân Danh bị bom bi xuyên qua mũ sắt và đã anh dũng hy sinh. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không 12 ngày đêm tháng Chạp năm 1972, tại trận địa này, tiểu đoàn 77 đã bắn rơi 4 chiếc B-52 của Mỹ, trong đó có 3 chiếc rơi tại chỗ. Với chiến công xuất sắc đó, tiểu đoàn 77 đã trở thành đơn vị bắn rơi nhiều máy bay B-52 nhất và được phong tặng danh hiệu đơn vị anh hùng. Trong chiến công chung đó, có phần đóng góp xứng đáng của trác thủ Nghiêm Xuân Danh. Điều đặc biệt là năm 2007, kỷ niệm 35 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, Quân chủng Phòng không Không quân, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chọn và tạc tượng đồng trác thủ Nghiêm Xuân Danh tại Bảo tàng Quân chủng Phòng không Không quân. Biết ơn công lao, sự hy sinh của người chiến sĩ trẻ, ngày 25 tháng 4 năm 2013, Đảng và Nhà nước ta đã truy tặng liệt sĩ Nghiêm Xuân Danh danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hiện chiếc kính ngắm TZK đã cùng liệt sĩ Nghiêm Xuân Danh làm nên những chiến công năm xưa đang được lưu giữ trong nhà truyền thống của Sư đoàn 361, Bộ đội Phòng không Hà Nội, là hiện vật thể hiện ý chí chiến đấu kiên cường, dũng cảm của người anh hùng tuổi 20. Ông Đỗ Đình Tân, nguyên trác thủ phương vị của tiểu đoàn 77, người có thời gian dài gần gũi với Nghiêm Xuân Danh từ khi anh nhập ngũ, nhớ lại rằng: "Danh mê văn học Xô Viết và có tâm hồn lãng mạn như một nhà thơ ấy. Thỉnh thoảng, cậu ấy còn gửi những bài thơ viết vội ngoài mặt trận về nhà cho người thân." Cảm phục anh, ông Tân đã giữ gìn kỷ vật là cuốn nhật ký của người đồng đội đến nay, đưa cho chúng tôi xem một bài thơ của Nghiêm Xuân Danh. Ông giải thích: "Tôi cứ nghĩ là anh Danh làm bài thơ này cho người yêu, nhưng thực ra là cậu ấy viết cho em trai. Anh tạm xa đất Bắc thân yêu, nhận tin anh chớ buồn nhiều em nhé. Tuổi 20 đời còn non trẻ, anh vào trận lần này sức khỏe đang lên, lòng rộn vui khi vững gan bền, như cậu học trò thuộc bài lên bảng. Danh vẫn chưa được một lần biết yêu cho đến tận lúc hy sinh." Ông Tân cho biết, sách gối đầu giường của anh Danh chính là cuốn Thép đã tôi thế đấy của Ostrovsky. Những câu nói như tuyên ngôn của chàng trai trẻ Pavel về lẽ sống luôn được Danh gạch chân. Từ khi vào quân ngũ, Danh luôn sống bằng những lời thề với bản thân, nguyện chiến đấu và hy sinh để đất nước sớm có ngày hòa bình, in tiếng đạn bom. Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không vẫn còn nguyên giá trị và ý nghĩa lịch sử, vẫn không phai mở trong ký ức bao người, vẫn là một trong những chiến công vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chiến tranh đã đi vào quá khứ, mọi mất mát đau thương cũng dần được xoa dịu bởi liều thuốc thời gian. Chúng ta ngày hôm nay nhìn về quá khứ, nhắc về quá khứ, không phải là để kể về nỗi đau, để ghi nhớ thù hận, mà nhắc về để thấu hiểu hơn giá trị của hòa bình, để trân trọng hiện tại hơn, trân trọng hơn những gì mà chúng ta đang được thừa hưởng từ sự hy sinh xương máu của những thế hệ đi trước. Từ đó, các thế hệ của Việt Nam hôm nay và mai sau càng phải cố gắng hơn để xây dựng Tổ quốc ngày càng văn minh, giàu đẹp, xứng đáng với những gì mà cha ông đã hy sinh để tạo dựng nên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hình ảnh anh hùng liệt sĩ Nghiêm Xuân Danh đã để lại cho bạn những ấn tượng như thế nào? Hãy bình luận xuống phía dưới video và đừng quên đăng ký kênh để đồng hành cùng với Chân Dung Lịch Sử trong những số phát sóng tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị!